Này anh, nếu không để bọn em ra ngoài thì ít nhất cũng phải cho ăn uống tử tế chứ. Thế là sao? Chú thiếu ăn à? Không, nhưng anh xem này, ăn uống thế này làm sao mà đá được? Thế là được rồi, đừng phàn nàn gì nữa. Mà anh Pelé dạo này cũng chỉ đạo các chú chỉ có thế thôi để còn giữ cân. Nên có thế nào thì dùng thế đấy đi. Nhưng thôi, hôm nay anh sẽ tặng các chú một món quà, một hộp sữa chua hảo hạng. Một hộp thì chia kiểu gì? Cái này nên dành cho anh vì anh là đội trưởng và cũng là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Không, cái này nên dành cho em mới đúng. Em đi bao nhiêu bàn thắng cho đội, như thế cũng xứng đáng. Không phải tranh cãi nhiều, cái này là của tôi. Hay chúng ta chơi trò quản tù tì đi. Không, của tôi. Kêu ca thì ích gì? Giờ chỉ biết hít khí trời uống nước lã thôi. Không thể chấp nhận như vậy được. Chúng ta phải tìm cách nào đi chứ. Hay là để anh lên gặp bố già để xin thêm cho anh em. Chẳng ích gì đâu. Sao chú nói thế? Thì sự thật là thế. Có chuyện gì hay thế? Từ khi bị nhốt trong này, đã được bữa nạp tử tế đâu. Thế nên có xin xỏ cũng chẳng được gì đâu. Anh đi đâu thế? Cho em đi theo với được không? Anh cho em đi theo với, anh cho anh nhẫn này. Đồ chơi mà cứ làm như này. Ừ, nhưng nó cũng có chị ấy chứ. Thôi chú cứ ngồi đây, tí anh mang thức ăn về cho. Đừng ăn à, thích quá. Trời ơi, mệt quá thì thôi. Anh kiếm ở đâu được cái món này vậy? Người yêu anh mang cho đấy. Mẹ ơi, con đói quá. Đấy giả, lại có cái ăn rồi. Cho em xin miếng nào. Em xin lỗi, em lỡ tay. Cuối cùng cũng nghĩ ra cách để có cái ăn. Thế này có quá đáng lắm không nhỉ? Ai cứu tôi với. Trời cũng không cứu được đâu. Chẳng nhẽ thế thật sao?